got to keep on walking on the road to say I'm here. Got to keep it burning on the road to say I'm here. Got to keep on walking on the road to say I'm here. Il n'aime plus méditation, we got the gap. Don't make them take you out with them to cash. Charlie be waiting there, oh son. Charlie be waiting there. Yeah, dans la mort, comme XKM. In this world of calamity, dirty looks and grudges and jealousy. Hello. Hello. Ban tổ chức xin thông báo ạ, vui lòng di chuyển chiếc xe bên lượng ra khỏi khu vực công viên ạ. Hello, một lần nữa ban tổ chức xin thông báo ạ, yêu cầu chiếc xe bên lượng chúng ta di chuyển ra khỏi công viên. Mình xin cảm ơn. Rồi bây giờ chúng ta tập trung xuống phía dưới bãi cát chuẩn bị nhảy blackboard. Nóng,
À, hàng thứ nhất, à, 1, 2, 3, chúng ta cắt cái đoạn này giùm em ơi em. Cắt qua đây à. Sao lại má đi luôn. Rồi, chúng ta hãy cùng cắt nhau một sải tay đi nào. Rồi, thời tiết bây giờ rất là mát mẻ, chúng ta dùng sợi nắng được người đẹp ơi. Mọi người giống hàng ngang xong rồi thì mình giống hàng dọc với một cánh tay thôi. Một cánh thôi. Thế. Bắt đầu. Yên tâm đi, mình like cao nó bay lên đầu là thấy hết. Mọi người giống hàng xong chưa ạ? Cho ban tổ chức, chúng tôi xin được thông báo những người dân, những du khách chúng ta đang có mặt tại khu vực ở bên trên này, chúng ta vui lòng di chuyển qua vùng bên sau để ban tổ chức là vì ở khu vực này là một trong mà lát nữa thôi thì chúng tôi sẽ quay phim ghi hình ở đoạn này. Nên một lần nữa xin mời tất cả du khách chúng ta hãy cùng di chuyển ra vùng phía sau ạ. Vâng, xin mời tất cả các anh chị chúng ta hãy di chuyển ra phía sau, chỉ còn vài phút nữa chúng tôi. À, mọi người ơi, chúng ta cứ di chuyển ra sau đi ạ. Nếu mà phán đoán thì ban tổ chức chúng tôi sẽ hỗ trợ tặng cho tất cả mọi người, mỗi người một cái nón màu đỏ của mình thấy ạ. Những ai không phần sự thì làm ơn tất xa xa cái đoàn nhảy ra vì có máy quay phim đó, mọi người tất xa ra giúp em nữa ạ. Tất luôn mình. Rồi, xin mời những anh chàng đẹp trai chúng ta cũng lòng di chuyển ra sau cho ban tổ chức ạ. Rồi, xin mời những du khách, những anh chị chúng ta hãy di chuyển ra phía sau giùm ạ. Rồi, khu vực này là chúng tôi sẽ ghi hình trong vài là một giây lát rồi thôi ạ. Để chúng ta có thể vui lòng di chuyển ra khu vực phía sau dựa cho ban tổ chức ạ. Hàng này nè, hàng này nhìn nhìn anh nè, ê ui. Lên một bước. Hàng thứ hai lên một bước. Hàng này lên một bước. Lên một bước. Hàng này lên một bước. Hàng này lên một bước. Lên một bước. Hàng này ạ. Quay hết đây đấy, rồi mình quay bên kia. Đây, thế này đấy bạn. À, mình tiến lên và hàng này lên ngay một bước. Rồi, anh coi chuẩn bị nha, chuẩn bị nha. Và một lần nữa thưa các bạn, trước chúng tôi xin được thông báo là hoạt động nhảy flash mob bikini của chúng ta sẽ chính thức bắt đầu trong vài giây lát nữa thôi. Và một lần nữa xin mời những du khách chúng ta đang hướng khá là sáng những ngày của chúng ta đang có mặt trời bên biển bikini trong buổi chiều ngày hôm nay. Chúng ta vui lòng di chuyển cách ra một khoảng nhất định vì khu vực xung quanh này là một trong những nơi chúng tôi sẽ ghi hình trong giây lát nữa thôi. Nên một lần nữa xin mời tất cả du khách chúng ta hãy đứng cách ra một khoảng nhất định, chương trình của chúng tôi sẽ diễn ra trong giây lát nữa. Và một lần nữa thưa các bạn,